Kyler Evan Mai, cái cậu thanh niên người Mỹ võ sinh thiếu lâm tự đang nghe thầy giảng nhưng có biết tiếng Việt đâu, nghe chương trình tiếng Anh giảng về đời sống đạo đức thiền định, cái cậu võ sinh thiếu lâm tự người Mỹ này đã hiểu ra Kyler, cậu đang nghe đây, cậu đang xem thầy giảng nhưng mà thầy nói tiếng Việt. Có những chương trình tiếng Anh các thanh niên người Mỹ ngộ đạo, cho nên sống đi làm phiền người khác, đi sang chỗ người khác nói chuyện là phiền người khác, sống thiếu ý thức, rủ rê chuyện trò là làm phiền mình, phiền người khác, khởi sinh thêm phiền não mà thôi, vô ích mà thôi, mất thời gian vàng bạc của mình được sống thanh thản. Thiền tư thiền định, cho nên tham lam thì chạy theo vật chất, chạy theo cái này cái kia, chạy theo việc này cái kia, chạy theo bàn bạc cái này cái kia. Cho nên nay mai trong làng thế thôi, mọi việc các tu sinh thầy cắt hết, chặt đứt tận gốc rễ cái sanh y của các vị, cho các vị bàn bạc công việc. Rồi chúng ta thấy có nhiều cái ngôi chùa, có mỗi cái bếp thôi, nó đã sinh ra đủ thứ chuyện. Thầy Pháp Lưu ở rất nhiều chùa, thiền viện, có một cái bếp thôi, trong bếp thôi, đã sinh ra đủ thứ chuyện. Cái bà tri khố thôi, đã lằng nhằng lắm rồi. Một bà tri khố, một bà nấu bếp, cãi nhau rồi. Vì bảo vệ cái tôi, cái ta. Cứ đến bữa đi khất thực xong, biến luôn về thất mà ăn, chuyện ai người đấy lo, tâm ai người đấy tu là xong. Là xong. Thầy hay nói nặng, hay nói mạnh, xin được cơm thì biến cho nhanh về, cho nó đỡ phiền, biến luôn về thất, vui mà tu, vui mà ăn, mà tu, mà thân hành niệm, mà kinh hành, mà ngồi định niệm hơi thở, mà ngồi hướng nghĩ về Phật, chứ không phải về thất mà lại lao đi tham việc này việc kia. Việc đó có những người cư sĩ giao việc làm, không phải cái việc của các vị. Các vị đến đây là để mà tranh thủ thời gian sống yên vui, buông bỏ mà tu. Các vị đến đây không phải là bàn với thầy làm cái này cái kia. Ở đời các vị bàn chưa mệt hay sao? Một mình thầy khổ thôi, một mình thầy lo thôi, một mình thầy và một cư sĩ nào đó vất vả thôi. Còn mình chưa tu xong thì mình phải lo mà tu, lo mà buông xuống mà vui, mà sống mà tu đi, mà thân hành niệm đi, mà gột bỏ ý ác đi, sống an vui những ngày trong làng đi, sống thanh thản buông bỏ hết đi, sống không còn chấp vào cái gì, không còn giữ vào cái gì, sống chung trong một cái làng này vui, lặng lẽ mà tu đi. Chứ đến với thầy để quét sạch màn đêm vô minh, để sống thanh thản an lạc cơ mà, sống nhàn tịch lẫn tâm lẫn thân cơ mà, để cảm nhận, để trải nghiệm những ngày tháng sống thiền định cơ mà, sống giới cơ mà, để nhận ra con đường giải thoát ở đâu cơ mà. Đến đây để thầy có mướn đến đây để bàn cái việc này việc kia. Ở nhà bàn chưa chán hay không? Thích bàn thì về nhà. Thích làm việc nọ việc kia, thích tính toán việc nọ việc kia, về nhà mà sống. Nếu sống ở đây như vậy thì trước sau cái tâm sanh y không đoạn diệt, trước sau thì cái nhân quả nó cũng lôi đi mà thôi, cũng ra khỏi cái làng này, trước sau sớm muộn thì nhân quả nó cũng lôi theo đi.
tâm dục nó sẽ lôi đi, sanh y chất chứa nó cũng sẽ lôi đi, rồi thấy nơi khác hơn cũng lại mò đi, rồi lại bỏ đi. Cho nên không rèn, không trí tuệ, phải rèn. Hôm qua thầy có nói với Đại Hùng, năm nay mọi việc bắt đầu ổn định, thầy phải mất vất vả hơn những năm trước, bởi vì thầy phải rèn từng người. Thầy rèn cho kỹ, thầy phải sát hơn, thầy phải rèn từng người một đấy. Nên con giúp thầy lo cho các nam sinh, anh em bảo nhau mà tu, còn để thầy còn chăm lo. Thầy rèn kỹ từng người để cho được ai, được cái hạt giống nào nó tốt hạt giống đấy, được con người nào nó tốt con người đấy. Chứ thầy không muốn nhận đông người, không muốn nhiều người về đấy, cũng không muốn tiếp đón đoàn nọ đoàn kia thăm. Những người về đây phải được rèn thật kỹ, phải được thực tu, thực chiến đấu. Chứ không phải đến đây để mà bày trò. Thầy không muốn đến đây để đi làm từ thiện, không muốn đến đây làm công quả, không muốn đến làm cái gì cả. Bởi thầy cũng có đâu chùa to Phật lớn mà lo công quả, thầy đâu có nhiều tài sản công quả cái gì. Có mấy cái thất đấy thì chui vào đó mà sống, mà thiền tư mà tu, mà học hành giới luật, học hành đạo đức, mà rèn cái tâm mình cho nó trong sáng. Những ngày sống thiền định trên thân hành niệm, những ngày sống chánh niệm trên thân hành niệm, những ngày sống với hơi thở an lạc, những ngày quyết tâm từ bỏ tham lam, quyết tâm dứt bỏ tư ái, quyết tâm buông xuống hết, quán xét vô thường, khổ vô ngã, để buông những ngày tháng ở đây, để đem theo cái từ trường lành trong sáng của cuộc đời này đi theo mình đến khi về cõi chết. Đến đây dù một tuần cũng phải chuyên tâm tu để mình về sống được lợi lạc hơn, rõ ràng hơn, thanh thản hơn với gia đình nhà mình. Đến đây tu một tuần thì cũng về thì phải sống thanh thản hơn, tốt hơn, bệnh tật phải hết đi, sống thanh thản hơn, sống đạo đức hơn, sống phúc báo hơn, phước lành nhiều hơn, cuộc sống an ổn hơn, công việc tốt hơn, việc làm tốt hơn, gia đình tốt hơn. Chứ đến đây không phải là đến đây mà đến đây hầu thầy, hay đến đây để xây nhà to cửa lớn cho thầy. Thầy có cái gì to đâu mà xây. Công quả cái gì? Đến đây chỉ có sống quay vào trong mà tu, mà cũng không làm được cái việc ấy, mà bỏ mất phí thời gian đi chuyện này chuyện kia, túm năm tụ ba, rồi tham lam chất chứa. Về đây ở tham lam chất chứa tài sản, tâm tham không hết, sống phi phạm hạnh. Người khác người ta không sống như thế, mình lại đi sống như thế. Cái thất của người ta không có nhiều tài sản như thế, cái thất của mình thì chất một đống lên. Đức hạnh ở đâu? Bình đẳng ở đâu? Ly tham ở đâu? Trong khi cái thất của người ta chỉ có một cái giường, một cái ngăn hộc để quần áo, thầy đã bố trí nó rất là khéo. Đầy đủ rồi, như thế là đủ sống rồi. Để tu hành, để chuyên tâm, để đủ cái thiểu dục, cái điều kiện để mình tu hành. Cơm thì có người cư sĩ nấu cho để chỉ đến khất thực. Không lo thời gian, không vui tu, không ôm pháp như ôm phao vượt biển, không sống thanh thản từng hơi thở, không sống nhàn tịch một mình đi chuyện nọ chuyện kia, đi tham lam tính toán việc này việc kia, làm sao đến bao giờ thì thoát. Cho nên bắt đầu sanh y khởi lên, bắt đầu ham muốn việc nọ việc kia, tính toán việc này việc kia, cái thất bắt đầu chất chứa thêm tài sản dần.
Bắt đầu anh em bạn bè đông lên, con cháu đông lên. Bắt đầu phe này phái kia, bắt đầu kết giao kết bái. Không biết sống một mình, giao hảo chỗ này, giao hảo chỗ kia. Cho nên sanh y khởi lên, ham muốn khởi lên. Nguồn gốc của đau khổ bắt đầu phát sinh, gọi là tập đế. Tập đế nguyên nhân của khổ đau là do vô minh, không hiểu, ôm chấp mà. Vô minh thì sinh hành. Cho nên bắt đầu sở hữu mà. Sở hữu. Sở hữu tâm sở mà. Sở hữu tài sản, sở hữu tinh thần, sở hữu ái dục, sở hữu tư ái. Bắt đầu thân thiết với người này, bắt đầu ghét bỏ người kia, bắt đầu ưa ái người này, ghét bỏ người kia, sống không hòa đồng trong chúng. Bắt đầu phi phạm hạnh khởi lên, bắt đầu thiếu đức hạnh, bắt đầu đời nó lôi lại, bơi giữa bờ. Trưởng lão bảo, xưa nay người có trí sang bờ bên kia, người không có trí bơi ngược lại, bơi đến giữa bờ rồi xong lại bơi ngược lại. Đời phàm tục, phàm phu bắt đầu khởi lên, không tự khắc chế bản thân. Cho nên có tích trữ là có khổ đau. Bắt đầu gia đình giàu có là bắt đầu sinh chuyện. Đình giàu có bắt đầu sinh chuyện. Bắt đầu có ăn rồi, ngày xưa thầy trò ăn khoai ăn sắn thì chả ai sống thế nào cũng được. Bây giờ bắt đầu nấu món này không hài lòng, món kia không hài lòng. Bắt đầu đông lên, người này đòi ăn ngọt ăn mặn, người kia đòi ăn chua ăn chát. Bắt đầu khổ đau khởi lên. Bắt đầu loạn lạc khởi lên. Bắt đầu bè phái khởi lên. Bè phái bắt đầu từ cái miếng ăn. Bè phái bắt đầu khởi sinh từ cái bếp. Ngày xưa thầy Pháp Lưu sống trong thiền viện của ông thì sao cô nấu nhiều dầu thế, ông thì sao cô nấu sống, ông thì sao cô nấu nhừ, ông thì sao cô nấu cứng. Một cái người kham nhẫn dù người ta nấu thế nào, ngồi nhai thật kỹ, ăn cho kỹ, ăn miếng nhỏ. Cái hạnh sa môn, đức vật Phật còn ăn vật thô thực. Cái đức kham nhẫn như thế, đức Phật đi xin khất thực này mà người ta cho cái đồ thô thực, tức cái đồ chưa nấu ấy. Đức Phật ngồi nhặt từng hạt nhai thật kỹ. Cái đức kham nhẫn chánh niệm của ngài nó phi thường như vậy. Nhai thật kỹ thì nó tiêu hóa hết. Nhai thật kỹ thì không còn phân biệt món này món kia. Ăn kỹ, có ăn là được rồi. Ăn để sống, sống để tu hành, chứ không phải ăn vì tham dục, ăn vì làm đẹp, ăn vì vui thú, ăn vì trang sức. Món nọ món kia, ăn để sống cơ mà. Kham nhẫn để tu hành. Ngày xưa có mấy thầy trò Khánh Linh nó nấu cơm, không ai nấu cơm dở bằng Khánh Linh. Nó nấu sao thầy cũng ăn được. Lắm hôm nó nấu cháy khét lẹt, thầy ngồi thầy ăn, thầy biết thương trò nấu. Không có trách trò nấu cơm. Thương nó. Nó bệnh tật, nó đến với mình. Nó nấu ăn sao mình động viên. Ừ, con nấu ăn đi. Con nấu là thầy ăn ngon. Thầy thường bảo Khánh Linh như vậy. Con nấu là thầy ăn ngon. Thế rồi có hôm có cô Trâm Hà Nội, cô ấy đến đây. Cô ấy nói, cô ấy đứng ở thất, cô ấy nói: con thấy các thầy ăn rất là ngon, mà sao thầy và mọi người ở đây ăn khổ thế này? Ăn thế này thì thầy sống làm sao được? Thế làm cho bé Khánh Linh nó buồn, nó tủi. Nó ra nó đứng, nó nghĩ thầy khổ. Nó thương thầy, nó đứng đầu nhà nó khóc. Thầy gọi chính cô, các cô ra, thầy nói: các cô nói thế.
các cô làm khổ con bé ra, làm khổ người ra. Người ta nấu thế nào mình chê trách cái món ăn người ta, trong khi con bé thì nó bị tâm thần, nó về đây với thầy, được thầy yêu thương, được thầy nuôi dưỡng, nó nấu cho chúng ta ăn, chúng ta lại còn chê trách, đòi hỏi làm sao, đức hạnh ở đâu, nó nấu sao thầy cũng ăn được. Bắt đầu có nhiều đồ đạc ăn, người ta cũng dường bắt đầu chọn món này món kia, bắt đầu dư từ gạo nước tài sản, bắt đầu nói cái chuyện cất chữ rồi tranh nhau, bàn bạc nhau quản lý cái việc đó là sao. Ăn gạo này ăn gạo kia, một cái người phải có đức kham nhẫn tu trì, đã sống trong chúng quyết chí tu, một lòng ôm pháp tu, thừa tự pháp, không thừa tự thực phẩm. Đức Phật bảo ta thừa tự pháp, không thừa tự thực phẩm, bởi vì ta một lòng sống với pháp, còn cái thực phẩm để nuôi thân kia. Không thừa, không có yêu quý nó, không có ham muốn nó, quán thực phẩm bất tịnh. Ăn sao cũng được để nuôi sống bản thân này. Cái thân này nó khổ lắm, nuôi nó cũng mệt, nó đòi hỏi mình suốt ngày. Bây giờ phải tập cho mình một cái đức tính ăn để sống, chấp nhận thôi. Sống ngày nào thì sống, sống thôi chết bỏ, nhưng mà ôm pháp tu. Cho nên ăn vật thô thực thì phải nhai thật kỹ để mình tiêu hóa hết. Kham nhẫn ăn, nhai từng hạt. Không đòi hỏi món nọ món kia. Cái tính thói xấu của con người bắt đầu sanh y khởi lên. Khi người ta sống có dư thừa, sanh y bắt đầu khởi lên. Đấy. Cho nên phải sống thiểu dục tri túc là như thế. Bắt đầu có của cải tài sản dư thừa, bắt đầu có món ăn dư thừa, là bắt đầu khởi sanh lòng tham, bắt đầu bàn luận, bắt đầu tranh giành, bắt đầu bản ngã, bắt đầu tham dục khởi lên. Tham dục bắt đầu khởi lên, lựa chọn bắt đầu khởi lên, bàn luận bắt đầu khởi lên. Cho nên đôi khi nó loạn từ cái bếp à. Trong chùa nó loạn từ cái bếp. Ông đến khất thực, hôm nay có món này, sao hôm nay nấu cái món này không nấu kia? Xong bắt đầu khuyên bảo người nấu bếp, cô nấu món này, cô nấu món kia. Một cái người tu hành sống thôi chết bỏ, ăn sao cũng được. Ai nấu cho cái gì ăn thế. Nấu khó ăn thì ăn chậm để tiêu hóa hết. Ăn nhai thật kỹ, trong chánh niệm. Nhai biết nhai, nuốt biết nuốt, thanh thản ăn. Ăn hết thì thôi. Không có chất chứa sự hiềm tị, hiềm nghi. Ngồi vừa ăn vừa chất trách cái người nấu bếp là sao. Cho nên phải nghiêm khắc. Nghiêm khắc, nghiêm trì, miên mật. Tự kỷ luật với bản thân mình. Mới có mong có cái tự rèn cái bản thân mình. Tự rèn cái đức tính của mình. Mới mong có thiền định. Chứ còn không ấy, tu hành mà nhanh nhang ấy, buông lung ấy, đừng có hòng mà khắc chế được bản.